Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác đó là con cặp kèn của Kia. Kia, thương hiệu Kia Hyundai nhá. Đấy, thương hiệu Impact này. Impact. Nó sử dụng điện áp của nó là 12V. Đấy, 12V. Con kèn này thì gọi là phá làng phá xóm cho anh em mình chạy công nông rồi là xe đạp điện cũng được. Xe Honda, xe máy, xe ô tô, xe tải. Đấy, rồi em test luôn cho anh em mình luôn. Ở đây nó sẽ có hai cái kiểu như này. Một con là mặt đen và một con là mặt như này. Thì em sẽ gửi cho anh em theo cặp. Giá thành siêu rẻ, 60.000 đồng một cặp như này. Đấy, nếu mà các bác mà xe tải mà hỏng á, thì ra ngoài hãng người ta bảo trì bảo dưỡng người ta thay đó á, thì con cặp này nó phải lên tới 200 mấy một cặp. Đấy, 200 mấy. Rồi em test thử luôn cho các bác mình xem. Ok, mời anh em xem nhá. Bên ngoài nó nghe nó kinh khủng lắm, nhưng mà qua âm thanh ấy thì nó sẽ giải nén xuống, nó bé hơn rất là nhiều mọi người ạ. Điếc tai luôn các bác. Đó, nó thì chắc 2 cây số vẫn nghe cái còi luôn các bác ạ. Rồi, ok anh em. Các bác về chế cháo lắp vào xe công nông hay gì đó thì tùy anh em nhá. Giá cho em nó là 60.000 đồng hai cây kèn Hyundai. Đấy, mã em biết này. Đấy, mã em biết các thứ luôn. Impact gì đó. Đấy, của Kia Hyundai nhá. Kia Hyundai. Theo đó là một con Bermoto của thương hiệu Matic, hàng cũng đến từ Nhật nhá mọi người. Đến Nhật thì con này em cũng giới thiệu rồi này. Cũng thành đí nốt cho các bác luôn để các bác xài. Đó. Rồi ok mọi người, đây này, 12V nhá. Có cắm tẩu ô tô luôn. Đấy, cắm tẩu ô tô. Cái này nó sẽ là DC 12V, mắc của nó anh em dùng tối đa đầu ít nhất là phải dùng bình ắc quy 10A nhá, bình ắc quy 10A và bơm căng đét còn cho nó maximum công suất của nó là 500 kPa. Đấy, kPa. Đấy, hàng của nó đây. Và đây các bác có thể nhìn đây. Đây là máy của nó rất là nhỏ gọn như này. Nhỏ gọn lắm nha các bác nhá. Nhỏ gọn và khỏe nữa. Thì đây là đầu bơm, đầu cắm điện này, đầu cắm tẩu này. Và đây là cái phần đầu để anh em mình bơm hơi. Đấy, bơm vào cho vào xe. Đấy, cái này bằng thép hay bằng inox ấy. Mặt đồng hồ bơm đây. Em sẽ cắm điện cho anh em mình thử luôn nhá. Con này nó phải dùng từ 10A trở lên nhá, nhưng mà em sẽ chạy thử ở cái con 5A thôi. Chạy nó rất là êm như này. Chạy rất là êm như này. Đấy, và bịt hơi này. Đấy, bịt hơi này. Đấy, không bịt được nữa, hơi nó rất là mạnh luôn các bác. Ok anh em mình nhá. Bơm này bữa trước của nó là 360.000 này. 360k con này. Đó, bữa nay em thanh lý cho các bác cái giá là 280.000 đồng nhá. 280k một con như này. Đấy, anh em nào cần thì báo em thanh này. Rồi, tiếp tục là giới thiệu đến cho các bác đó là cái dây trượt giảm chấn. Dây trượt giảm chấn này thì hai con này nó rất là nặng nhá, hàng rất là xịn sò cho anh em mình. Đấy, ngay như anh em mình nhìn qua màn hình này, rất là chắc chắn. Có những con bản lề như này, thông thường những cái cửa bản lề, tủ cửa bản lề rút ra rút vào á, là những cái bàn học á, là người ta làm những cái bản lề rất là lỏng lẻo, nhưng con này rất là dày dẫn để anh em mình về thay. Đấy, khi mà mình đến đây này, mình sẽ ấn vô này, tự động nó hít vào. Đây. Đó, mọi người thấy không? Đấy,
nó tự động nó hít vào như này. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Em đo phần kích thước này cho các bác coi. Chiều này nó là 4 phân rưỡi, bản của nó là 4 phân rưỡi, và cái chiều này nó là 35.5. và khi mình kéo ra hết như vậy, thì cái phần tủ kéo của mình nó sẽ kéo ra được khoảng tầm 33 phân nữa, 33 phân nữa. Đấy là cái cánh tủ kéo của mình đó. Đấy, và khi đóng vào đây rồi, mẫu này anh em về độ chế và những cái bàn học, những cái tủ quần áo bị hư hỏng, hoặc anh em nào muốn anh em thợ mộc dùng nhiều nhất cái loại này. Đấy, mình lắp cái loại tốt này cho khách hàng thì đỉnh cao luôn rồi, và giá thành nó rất là rẻ. Đấy, giá thành nó rất là rẻ. Đây là những con bi của nó này. Rồi, em báo giá luôn cho anh em nhé. Báo giá luôn cho các bác một cặp dây trượt giảm chấn này. Rồi, ở đây là sẽ đi theo cặp 2 chiếc là 65.000 nhé. 2 chiếc là 65.000. Đó. Anh em mình về độ chế, DIY, sửa chữa các kiểu cực kỳ là ngon luôn. Rất dày dẫn như này. Đây là có cái mã. Rồi, anh em nào lấy thì báo em nhé, 2 dây 65.000 đồng. Tiếp theo thì em về được một cái lô quạt rất xịn cho anh em mình dùng. Mẫu quạt tản nhiệt. Hàng này, mẫu này nó là quạt xuất Mỹ mọi người nhé. Quạt xuất Mỹ, sử dụng động cơ không chổi than. Đấy, động cơ không chổi than. Hàng xuất Mỹ thì anh em biết rồi, nó xài điện 115V. Nhưng mà điện của nó thì tần suất là 50/60Hz, nó rất là khỏe. Đây là một số cái tiêu chuẩn của nó này. Mã sản phẩm là SP101A, thương hiệu Sunon. Khung được làm bằng hợp kim nhôm nha mọi người nha. Rất là nặng một con như này. Nó là 5,5 lạng một con. Anh em biết rồi, nó rất là chất lượng luôn. Hơn nửa ký một con như vậy. Đấy. Và nó rất là mạnh nha, êm du luôn. Êm du luôn. Cái này đường kính của kích thước của nó là như này. Kích thước của nó là dày 4 phân. Đấy. Và 12 x 12. Đấy, 12 x 12. Thì cái này giải pháp cho anh em mình dùng điện Việt Nam á, thì các bác nên đấu cho em hai con vào. Đấu cho em nối tiếp hai con vào để anh em xài vừa khỏe vừa mát. Đấy, như vậy. Đấu nối tiếp vào cho em nhá. Đấy, anh em nhìn cho em đấu nối tiếp vào như vậy. Tức là một con này, một con bên này là đấu chung, còn hai chân nữa thì đấu ra điện. Các bác có thể dùng là mình sẽ đấu quạt đôi như vậy, hoặc anh em nối song song vào cho em như này, là nó sẽ có hai động cơ. Đấy, hai động cơ luôn cho anh em mình, có những cái lỗ để anh em mình dùng ốc bắt vô ha. Đó, bây giờ test luôn cho các bác luôn đây này. Test luôn cho anh em một cái quả này. Đấy, anh em thấy không? Khỏe lắm. Cặp này anh em tản nhiệt cho máy móc, biến áp cách ly hay là điện máy làm dàn âm thanh hay cái gì đó rất là ok luôn nha mọi người. Có thổi phà phà luôn. Êm du luôn các bác. Giá trị cho một cặp như này cực tốt cho anh em nha. 110.000 đồng, hai cây như này, hai chiếc như vậy. Và đâu đó nó tính ra có 55.000 một cái anh em ạ, 55.000 một cái. Anh em nào lấy thì ủng hộ em Thanh nhá. 55.000 một cái, một cặp là 110.000 đồng. Các bác đấu nối tiếp vào cho em nhá. Để có bộ quan tháp lấy kèm bộ mũi lấy dấu luôn, giá có 100.000 thôi. Có một hộp xịn sò Unica. Đây mọi người, gồm có 3 cây tạo gen trong là 4, 6 và 8. Đấy, 4, 6 và 8. Nó kẹp vô đây rồi.
tạo gen trong anh em nhé, 3 cây đấy, 3 cây xài ngon nhá mọi người nhá, xài ngon. Em bán rất là nhiều, nhiều anh em đã trải nghiệm và dùng những cái bộ này rồi. Và tiếp theo ấy là 3 cây khoan tháp, thì lần lượt thì anh em tùy thuộc vào các bác dùng khoan sắt, khoan nhựa, khoan cái gì anh em khoan ha, rất tiện. Tức là mình dùng cái cữ bao nhiêu thì anh em xài cho em, ấn cho em bấy nhiêu. Từ 4 cho đến 32 là cây lớn nhất như này. Đấy, chất của nó đây. Đó mọi người ha. Đây là mũi thứ 2 này. Từ 4 cho đến 20. 4 cho đến 20. Và đây là từ 4 cho đến 12. Đó. Rồi bộ này giá chỉ có 100.000. 100.000 một bộ như vậy. Anh em về bao xài, xài bao ngon. Rồi ok anh chị em nhá. Bộ khoan tháp đỏ cho em Thanh ha, 100k. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em có giới thiệu đến cho các bác một con bơm dẫn chân, để cho các bác về có thể bơm xe đạp, xe máy ở nhà nhá. Con này sử dụng 2 xi lanh hàng mới, bơm đen 2 xi lanh. Đấy, mọi người có thể quan sát trên màn hình như vậy. Con này sử dụng 2 xi lanh. Đấy, rất là trơn tru cho cái dòng bơm như này. Nó được làm 2 khung và có những cái núm cao su như này đặt ở những cái nền gạch men á, nó không có bị xước. Cũng như là đồng hồ ấy, đồng hồ của nó là nó sẽ nảy theo cân hơi của các bác nhá. Nảy theo cân hơi của các bác. Thì phần đầu bơm của nó đây, nó sẽ bao gồm là bơm bóng bay, rồi là bơm bóng đá, rồi bơm phao tắm các thứ đầy đủ luôn cho anh em mình. Cái này là bơm xe máy, ô tô, bên mà bơm xe đạp mà anh em hay luyện tập đạp xe đạp thể thao đó. Đấy, khung mặt đồng hồ đây. Đấy, và tất cả các thứ như này. Và giá em Thanh gửi đến cho anh em là 185.000 nhá. Giá siêu rẻ luôn, 185.000 đồng. Hai ti như này nó rất là khỏe. Đấy, 185k cho mẫu bơm như vậy. Anh em nào cần thì ủng hộ em Thanh nhé. Sản phẩm tiếp theo ấy thì em có được con ống nhòm này ấy, là anh em mình hay đi picnic dã ngoại ngắm cảnh này, rồi là mình có thể làm cái nghề, anh em nào làm nghề về bắt chim các thứ, nghe chim rừng các thứ, anh em mình cứ đi mình soi dọi các thứ rất là hay. Con này 20x50 nhá, 20x50 đấy, soi phóng đại lên 1000 mét gì đó đấy, thì cái này mình sẽ thu lại được này, ở cái góc nhìn mà mắt rộng hay mắt hẹp đó. Còn đây mình sẽ điều chỉnh cái độ rung của nó ở đây này. Mọi người đang thấy nó zoom ra zoom vào này đó, mọi người thấy không? Ống kính của nó đây. Đấy, ống kính của nó đây. Rồi cái này thì không thể mô tả được cho anh em qua video rồi, nên là các bác cứ nhận hàng, các bác nhòm thử thoải mái cho em nhá, cho các anh em trải nghiệm nhòm thử luôn ha. Đấy, có cái núm cao su nó rất là mềm mại. Khi mình tì vào mắt á, nó không có bị đau hay như nào đó. Con này của Ba Li Leo gì đó. Rồi ok, hàng này thì chả biết xuất xứ ở đâu đâu anh em ạ, chả biết xuất xứ ở đâu đâu. Rồi anh em nào cần cái mã ống nhòm này thì báo em nhá, báo em. Giá cho một cái cây ống nhòm này em gửi đến cho anh em là 340.000 đồng, 340k, cũng bao ship cho các bác luôn rồi nhá. Đấy, 340k bao ship cho anh em luôn. Rất là chất lượng cho anh em nào cần. Bên này có một ít đồ nữa lại lên tiếp tục cho anh em tham khảo qua. Em về được cái bộ tool mini, nó là bộ tô vít gia đình rất là hay. Cái bộ này thì chọn bộ của nó đây, thì nó sẽ có hình như là đây 38 chi tiết anh em nhé, từ M5 cho đến M14, từ BH0 cho đến BH
2, đầu dẹt thì 3.0 cho đến 6.0, rất là nhiều đầu đây. Đấy, một bộ của nó vậy, ốc ác của nó khi mà mình gập xuống ấy, thì nó sẽ ngả xuống như này này. Thì ở đây sẽ có đầu hoa thị này. Đấy, đầu hoa thị này, chất thép của nó đây. Rồi đầu BH1 này, BH2 này. Đấy, BH2 này, chất thép của nó đây các bác này. Đó, và cũng như là cái đầu lắc léo. Đấy, đầu lắc léo này, xoáy những góc khó này, đầu nối dài, đầu nối khẩu này, đầu chữ chữ Y này, tay cầm này. Đấy, tay cầm. Tay cầm thì mình có thể ngửa qua ngửa vô được như này. Đó, mình sẽ có thể đảo chiều. Đấy, xoáy nhanh, đảo chiều ngược lại. Và đảo giữa thành một cái tô vít thông thường. Đấy, nó như vậy. Anh em thích nối dài thì mình sẽ dùng cái cây nối dài đây. Đấy, thành cây nối dài. Và các bác cũng có thể là mình chuyển sang cái đầu bu lông. Đầu bu lông thì nó sẽ có cái đầu là từ mấy nhỉ, từ 5, từ ốc 5mm, đấy, đầu xoáy ốc 5mm cho đến ốc 14, đấy, ốc 14mm, đấy, để cho các bác xoáy con ốc nhá. Nhỏ nhất là 5. Đấy, anh em mình xoáy cái này, thích xoáy cái này, công. Hoặc đảo ngược chiều lại. Đấy, mình công cái này cũng được luôn. Hoặc anh chị em mình có thể dùng cái tay này. Đấy, tay này. Đảo ngược lại. Đấy, tay cầm đây. Rồi con này giá của nó rất là tốt nhá. Giá bây giờ nó rất là rẻ thôi. Nó chỉ còn có bao nhiêu ta. Anh em nào thích cái bộ này thì giá cho em nó là 280.000 nhá anh em nhá. 280.000. Ngày trước của nó là hơn 300, 350. Đó, rất là bây giờ nó cái yên nó rẻ nên là nó rất là rẻ luôn. Một bộ như này mình dùng trong gia đình rất là hay, trèo mình treo này lên này. Có công việc thì mình tháo ra mình dùng cái mẫu này. Đấy, rất tiện ích luôn anh em nhá. Rất tiện ích luôn. Có cả những cái đầu khẩu này. Từ 4 cho đến từ 5 cho đến 14. Đấy, ốc từ ốc 5 cho đến ốc 14 này. Và rất nhiều các linh kiện ở đây để anh em xài. Đấy, hộp nhựa của nó cũng rất là ok. Khi mà mình dùng xong mình để gọn nó mà. Nó gọi là bộ tool mini anh em nhé. Bộ tool mini. Đấy, 280k. Tiếp theo thì em về được một cái lô này. Nó rất là chất lượng. Đây là con bình giữ nhiệt của thương hiệu Leng Beng. Con này thì ni lốc và cái chất nhựa bên ngoài như này nữa nó rất là chất lượng luôn các bạn. Đấy, tay cầm một con này nó rất là nặng nha mọi người nhá. Kích thước chiều cao của nó rơi khoảng tầm 20-30 ạ. Em đo cho anh em mình coi này. Đấy, nó là 30 nhá. 30, con này đường kính của nó thì nó được 11 phân, hơn 11 phân, 11.5. Đó. Thiết kế rất là dày dẫn nha mọi người nhá, bực làm ni lốc và giữ nhiệt luôn các bạn. Đấy, mọi người nhìn này. Con này anh em mình mang đi siêu tầm, đi picnic, đi camping hay cái gì đó thì rất là xịn sò luôn. Hàng chất lượng. Đấy, mình sẽ on off ở đây, mình sẽ mở ra. Còn mình muốn pha nước hay cho đá ở đây này thì anh em bỏ vô đây luôn nhá. Cái miệng này rất là to để anh em mình có thể bỏ những cái viên đá lớn vào được. Đấy, đây nó sẽ có dây sẵn này cho anh em mình đây. Có dây sẵn như này để cho các bác đeo vào những cái phần quy đeo. Đấy, đeo vào đây nhá, phần cài này, cái này là mình cài vô đây này. Đấy, mình cài vô đây luôn, hai bên. Đấy, hai bên hai chấu như này anh em cài vô đây, rất xịn sò, thiết kế hoàn hảo luôn. Cái miệng này nó cũng rất là to để khi mà các bác mình đưa vô á, đưa vô vào đây này, nó miệng của nó khoảng tầm 7 phân này, 7 phân, đưa những viên đá vô vào đấy là ngon lành luôn. Anh em có thể thay thế những cái phích, như cái phích nước. Đấy, thay thế như cái phích nước luôn. Rồi, ok mọi người. Con này nó dung tích của nó là 1.6 lít. Đấy, dung tích của nó là 1.6 lít. Hàng nó là hàng Đức và nó rất là chất lượng nên là giá thành của nó rất là cao. Anh em cân đối nhá. Anh em cân đối.
giá cho một cái con như này á. Đó, nó là 450k nhá. 450.000 đồng một cái. Một cái bình giữ nhiệt như vậy. Đấy, bình giữ nhiệt như này. Hàng rất là xịn sò luôn đấy anh em ạ. À, thay thế như một cái phích nước, nó nặng đâu đó là một cả ký. Cái bình như này nó nặng một ký mốt nha các bác nha, một ký mốt. À, anh em biết nó hàng nó chất lượng rồi đó, thì các bác nào cần thì báo em nhá. Thì em Thanh về được một ít cái dòng bình ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc này thì nó được làm bằng thủy tinh và viền khung các thứ được làm bằng inox hết. Hàng của Liên Beng. Đấy, hàng Make in Germany này. Lô hàng này nó là lô hàng Đức luôn mọi người ạ. Cái ấm siêu tốc Đức này thì anh em biết rồi. Đây, hàng nó rất là chất lượng. Ngay như từ những cái phễu như vậy này, anh em nhìn này. Đấy, từ những cái phễu như này. Cái phễu này ấy, để mình có thể đun hãm các thứ, nó sẽ lọc ra. Lọc ra. Đấy, và trên phần này nó cũng phần thêm một cái phần lọc nữa này. Đấy, mình để vô đây. Hoặc là anh em có thể để bã chè hay thuốc các thứ. Cái lá ngâm nước ấy mọi người. Đấy, mình đun. Thì con này á, nó có bao gồm cái đế và đây một giải đèn led ở đây nữa này. Giải đèn led ở đây. Đấy, con này rất là hay. Hàng Đức thì thương hiệu của nó là Liên Beng này như này. Thì nó sẽ xài được điện 220V nhá. Xài điện 220V. Tích một cái bình như này nó là 1.8 lít. Đấy, hàng đẹp như mới. Đấy, hàng đẹp như mới. Anh em nào cần cái này thì báo em nhá. Khi cắm điện vào nó lên đèn rất là đẹp. Đèn thì nó sẽ là lên màu trắng nha. Đấy, logo được dập nổi luôn này. Đấy, logo còn được dập nổi ở đây luôn. Rất chất lượng, thủy tinh. Đấy, inox. Mọi người muốn ấy thì sẽ ấn xuống mở lên. Rồi, giá cho em nó. Để em ghi giấy đã. Em nào lấy cái ấm siêu tốc này về mình đun mình xài bao bền nhá. Bao bền. Giá cho em nó là 450.000 đồng. Đấy, 450.000 đồng bao ship cho các bác. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em về được một cái dòng thùng đựng đạn anh em nhá. Nó là dòng thùng đựng đạn thì về các bác mình làm thùng đồ nghề, đựng đồ nghề. Cái này, cái con này nó mang tính chất là hoài cổ ngày trước thôi. Đấy, chứ thời bây giờ người ta không có biết đến những cái dòng này, nhưng mà thời trước là anh em biết chiến đấu, các bác chiến đấu là có những cái thùng đạn này, người ta hay đựng đạn. Đấy, thì con này dung tích lớn lắm mọi người nhá. Đâu đó là 7 lít thì phải. 7 lít thì phải. Thì con này hàng đẹp long lanh và em Thanh gửi đến cho anh em có 350.000 đồng. Bao ship rất là nặng. Đấy, nó nặng là đâu đó nó là gần 3 kg. Đây này, cái này cái nắp này cái gioăng của nó này rất là to, dày nên rất là kín nhá. Đấy, rất to, dày, kín và nặng nữa. Mình có thể bỏ cái nắp ra được. Đấy, và cái khay của nó đây. Rất dày dẫn đấy, anh em nhá. Thì em sẽ đo cái phần kích thước này cho các bác coi ha. Đấy, hàng đẹp lắm. Chiều dài của cái mẫu thùng đạn này nó là 28 phân này. Đấy, chiều ngang, chiều sâu. Đấy, cái độ dày đó là được 15. Còn là cái chiều đứng như này này. Chiều đứng như này nó là được 18 phân nhá mọi người. 18 phân. Rất dày dẫn và đẹp như vậy. Đấy, bưng phát luôn, kín, rất kín luôn. Đó, dày dẫn. Mẫu này anh em mình đựng các thứ, đựng pin, đồ nó không bị muốn bị ẩm thấp ấy, thì anh em đựng cho em vào cái thùng này. Đó, giá thành em gửi đến cho anh em có 350.000 đồng và được bao ship đến tận nhà các bác luôn ha. Đây, được bao ship cho các bác. Rồi, ở đây tiếp tục thì em có cái mã này mới về. Mã này nó là dòng máy massage mắt. Anh chị em nào mà làm công việc nhiều mà nó mỏi mắt hay như ấy gì thì mình có thể xài cái mẫu này. Đây là sách hướng dẫn của nó nha, sách hướng dẫn của nó này. Đấy, con này xài USB Type-C, nhỏ gọn như vậy.
hàng rất là xịn sò luôn. Đấy, rất xịn sò luôn. Taka, hàng Taka. Dây đeo này. Đấy, cái này là lớp da này, rất là mềm nhá. Da rất là mềm. Nhựa này, xịn lắm mọi người nhá. Nhựa bóng luôn. Rất là xịn như một cái bộ như vậy. Thì cách vận hành thì anh em cứ giữ lì cho em thôi. Mọi người cứ giữ lì cho em là nó hiện lên nhá. Nó hiện lên là bật lên đấy. Thì con này có thể kết nối Bluetooth qua app điện thoại để anh em mình mở nhạc. Rất là nhiều chế độ. Chế độ là làm nóng này. Rồi chế độ massage này. Và đèn này. Đấy. Ở đây có cả nhạc luôn nhá. Để em ấn test thử luôn cho anh em mình đây này. Nó sẽ bóp như vậy. Đấy, nó căng lên như vậy. Đó, mọi người thấy không? Nó căng lên này. Đấy, rất là căng nhá. Đây này. Nó. Đấy, xong nó thả hơi. Nó thả hơi ra. Và một điều nữa là mọi người hết pin ấy, mọi người cắm sạc vào đây cho em nhá. Cắm sạc ở cái phần giữa này này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mọi người có thể dùng cái mẫu này massage mắt một lúc là anh em ngủ quên luôn nhé. Còn muốn tắt thì anh em giữ lì cho em là nó tắt rồi. Đây này, giữ lì cho em nó tắt. Đó, mọi người thấy không? Và giữ lì một đoạn là nó sẽ lên. Đấy, lên thì mọi người sẽ bỏ tay ra. Là một lúc nó sẽ là nó sẽ hoạt động cho anh em mình. Đó, anh em thấy không? Đây có cái nút Bluetooth anh em mở nhạc thoải mái luôn nhá. Mở nhạc nó nhạc nó du dương. Đấy, rất là ok luôn cho cái mã sản phẩm này. Sản phẩm tiếp theo ở đây em có một số cái máy này, nó là cái máy sấy tóc mọi người ạ. Máy sấy tóc. Con này nó đến từ thương hiệu của Toshiba. Đấy, bữa nay thì mùa đông thì cũng hết rồi, nhưng mà anh em tắm xong cũng nên sấy cho nó khô tóc đi cho nó đảm bảo an toàn. Đây là cái mai so bên trong này, anh em nhìn cái mai so này. Đó, và cái này nó liền mạch ở đây luôn nhá. Nó một cái dây điện nhưng mà nó kiểu dạng lò xo, anh em có thể kéo giãn ra được. Và các bác có thể là bắn hẳn lên trên tường. Đấy, nó không như là những cái dòng máy sấy thông thường, anh em cứ cầm này cắm điện vô xong là lúc lại mang bỏ chỗ nọ, lúc lại mang bỏ chỗ kia, lúc tìm không thấy đâu. Đấy, cái này bắn thẳng trên tường luôn. Nó gần như là một cái điện thoại ấy, điện thoại di động ấy các bác nhá. Con này đến từ thương hiệu của Toshiba. Đấy, Toshiba công suất là 1200W. Con này hai cái là xài điện 220 này. Em thử rồi. Xài điện 220 luôn nhá các bác. Đây, nó đang nóng rồi. Đó. Rất mạnh luôn. Đây. Rất chi là mạnh nha mọi người. Nó có hai cấp độ thôi. Đây là nút tắt này. Đây là cấp độ của gió lạnh, gió mát nhá. Và đây là cấp độ gió nóng. Đó. Đây là cấp độ gió nóng. Đây. Rất chi là mạnh nhá. Về các bác chỉ có việc bắt cái vít nở vào đây thôi là sai rồi. Cố định vào một chỗ rất là tiện, không bao giờ bị thất lạc hay là bị như nào đó tìm không thấy đâu. Một cái máy sấy tóc như này em Thanh đang gửi đến cho anh em giá là 300.000 đồng, cũng là bao ship cho anh em tận nhà nhá. Riêng con máy sấy tóc này là bao ship cho các bác đến tận nhà luôn. Hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em Thanh Phạm nhá. Hôm nay cũng là giáp Tết rồi, cũng gần đến cái video cuối cùng của trong năm rồi các bác nhá. Thì em có một vài cái bộ dao thương hiệu Winling lên thanh lý cho anh em mình về dùng Tết. Cái bộ này anh em mình dùng trong gia đình là hợp lý lắm mọi người ạ. Mặt trên bàn bếp ấy, nó rất là sang trọng và dùng nó rất là ngon. Để em bóc ra cho anh em mình xem nhá. Hôm nay thì sẽ thanh lý cho anh em mình giá tốt nhá. Đấy, còn có vài bộ thanh lý những cái ngày cuối năm này rồi. Không những thanh lý giá tốt lại còn bao ship được cho các bác nữa cơ. Ngày bình thường cái bộ này nó là 1 triệu đồng.
bữa nay thì em giảm trực tiếp cho các bác là 200.000 nữa, là bây giờ cái bộ này nó chỉ còn có 800.000 thôi. 800.000 bộ này nó đến từ thương hiệu Winling. Đấy, thương hiệu Winling nó rất là chất lượng, vừa là chất lượng vừa là mẫu mã đẹp. Chất thép thì không han gì, không phải dạng inox nhé mọi người. Thì đầu tiên em bóc ra thì nó sẽ có một cái hộp đựng đây. Mọi người đặt trên bàn bếp rất là gọn gàng. Thông thường ấy, thì anh em mình thấy đấy, nó rất là nhiều các mẫu dao khác nhau, đâm ra là mỗi nơi một, đặt mỗi nơi một chỗ nó rất là không gọn gàng. Nhưng mà anh em dùng cái bộ này ấy, là chỉ cần một bộ đấy thôi, là dùng trong gia đình là rất là ok rồi. Em bóc ra cho các bác xem luôn. Ở đây thì nó sẽ có một con dao chặt, một con dao thái bản lớn và một con dao thái bản nhỏ, một con gọt trái cây và một cái liếc, một cái kéo cắt ra. Đây là những cái, đây là thương hiệu của nó, Cattaro của nó này. Thì đầu tiên là một cây kéo cắt gà nhá, mang thương hiệu Winling, hàng Germany. Đấy, Germany thì nó là hàng, nó là hàng của Đức. Thương hiệu Winling này thì nó rất là nổi tiếng rồi, nó chuyên làm về cho các đồ gia dụng. Đấy, đây là một con kéo cắt gà, sống cũng rất là dày dẫn nhá mọi người, cán cầm rất là đẹp. Đó, một cây kéo cắt gà. Thì mọi người dùng á, mọi người bỏ luôn vào trong cái khay đựng đây. Tiếp theo này là một cây liếc nhá, một cây liếc. Cái liếc này ấy, thì thông thường thì chị em phụ nữ hay bán những cái đồ thịt ở ngoài chợ thì các bác hay xem được những cái liếc này rồi. Mình không biết liếc kiểu này thì mình cứ gạt thôi. Đấy, gọi là liếc. Đấy. Trong trên này nó có một chút cái từ tính ở đây nữa này. Thì không biết là cái cách làm người ta như nào thì em cũng không có nắm rõ. Ok nhá, tiếp theo đó này là một con gọt trái cây hoa quả, bóc hành bóc tỏi. Đấy. Con này thì nó cũng liền thân liền cán hết và được là làm như này. Nó rất là đẹp đây. Đấy, rất là đẹp nhá mọi người. Và mọi người nhìn này, hơi cong cong một chút, rất là xịn sò. Đó, mọi người cầm này, gọt trái cây, bóc hành, bóc tỏi. Ok luôn. Rồi, xong đồ đó anh em lại dắt rô nhá. Đó, em dắt rô và lát em cho anh em xem luôn. À, tiện đây thì em sẽ đo cho các bác luôn những cái mẫu dao dao thái như này đi. Khấu của nó là cũng là khấu đúc hết này, liền thân liền cán khấu đúc, thương hiệu đến từ thương hiệu Winling. Và đây đấy, anh em nhìn mấy cái vân ở đây rồi, rất là sắc bén cho những cái mẫu như này. Đấy, rất là sắc bén nha các bác nhá. Dùng xong mọi người đặt luôn ở đây luôn cho em. Em sẽ đo cái phần chiều dài của con dao này đi. Bản của em nó thì nó đâu đó nó được là hơn 4 cm. Lưỡi dài của nó chỉ có 16.5 thôi. Tổng là 30 phân nhá, 30 phân. 30 cm đó. Tiếp theo đó ở đây thì chúng ta sẽ có gì nào? Có thêm một con dao chặt này, một con dao thái bản lớn này. Rồi hôm nay cũng là 15 âm lịch rồi, cũng giáp Tết rồi, đơn vị vận chuyển nó cũng chỉ còn một vài ngày nữa là nó cũng nghỉ mọi người ạ. Anh em nào đang băn khoăn cần một cái những cái bộ dao hoặc là những con dao nào ấy, thì mình rước luôn một cái bộ dao này về đầy đủ combo luôn. Rồi, cái con này là con thái bản lớn nha các bác nhá. Thái bản lớn thì bản của nó là 8 phân này. Và chiều dài của nó là 18 cm. Đấy, tổng chiều dài là 31 phân. Đấy, 31 phân. Con này chuyên thái những cái bản, những cái vật thể lớn. Đấy. Những cái vật thể cứng như là sụn lợn, sụn già rồi là các thứ đấy. Rồi để em test cho anh em mình con này. Đấy. Như bản thân em thì em rất thích những cái dòng bản lớn như này. Các bác biết rồi đấy, chuyên làm phở bò các thứ đấy, anh em nào cũng dùng những cái con dao nó bản nó lớn. Đấy, thái cái miếng nào nó cũng đều. Đấy là người ta thích nhất là dùng những cái bản lớn như này.
Rồi ok nhá. Mọi người đặt vô vào cái khay đựng này, khay đựng này. Và đây là những cái dòng chất thép chứ không phải là bằng inox nên là độ sắc bén của nó tốt hơn là inox rất là nhiều. Và nó không han gỉ như mấy cái dòng thép khối, là thép công nghiệp. Đây là thép trắng nha. Và chúng ta sẽ có thêm một cái con dao chặt nữa. Thì cái bộ này nó không nghiêng về cái dòng chặt nhiều nên là cái con dao chặt này nó sẽ nhỏ hơn kể cả những con dao thái bản lớn như vừa nãy. Đây, bản của nó gần được 8 phân thôi. 7 phân 7 này. Và lưỡi dài của nó là gần 17 nhá. Tổng chiều dài của nó là 29.5. Thế thì cái con này chặt thông thường thôi. Chặt gà chặt vịt thông thường ở nhà thôi. Nhà có con gà luộc ấy, thì mình mang ra mình chặt hoặc chặt vịt. Đấy thì dùng con này. Chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng mang ra chặt được. Đó. Thì anh em đây sống của nó thì nó chắc khoảng tầm 3 ly thôi. Nó còn khoảng tầm 3 ly thôi. Đấy cán cầm nó rất là đẹp. Thì bữa nay là em cuối năm em cũng thanh lý cho anh chị em mình, giá của nó là giảm trực tiếp cho các bác là 200.000. Đấy, giảm trực tiếp cho các bác là 200.000 trên một cái bộ như này. Và nó giờ nó chỉ còn có 800.000 một bộ thôi. Đấy. Cái phần ống đựng dao như này nó cũng rất là đẹp và có những cái mút cao su để khi mà mình đặt trên cái bàn bếp á thì nó cũng không có bị trơn trượt và có cả lỗ róc nước ở đây luôn. Đến logo đến từ thương hiệu Winling. Đấy là hai cái hình nhân người như vậy. Đấy, cả bộ của nó như này. Đấy, anh em nhìn đây. Cả bộ của nó như vậy. Rồi, ok mọi người nhá. Giảm trực tiếp xuống cho anh em mình là 200.000, giờ chỉ còn giá chỉ còn có 800.000 một bộ thôi. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu về bộ những bộ dao như này thì báo em Thanh nhá, báo em Thanh. Đấy, đây là những cái bộ dao mà nó thanh lý siêu thị ra. Thì có một ít bộ thì anh em nào cần thì có thể là đặt luôn để mình có thời gian vận chuyển đến cho các bác trong cái năm nay. Rồi ok, anh em nào cần thì báo em Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau nhá.